Hello everybody, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi trở lại tầm 12 game. Các bạn của mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Need for Speed, No Limits, let's go. Ok. Ok, let's go. Inventory. Even fine. Rush home. Ok, được 1.600 tiền. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. A Fresh Edge. Ok. Wow, một con đường khá là đẹp. Let's go. Thank you.
Rồi, tiếp tục nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Play, let's go. Càng về sau sẽ càng khó hơn, cho nên các bạn càng cố gắng phải tập rèn luyện kỹ năng lái xe thật tốt. Xe này khó hơn xe kia. Ok, okay.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ tư, Fresh Extreme. Let's go. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng qua. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, CR Rushing 2. Let's go. Thank you.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Sorry, Rushing. Let's go. Sega. Ba vết ba. Ok. Ba, rồi tiếp tục nào. Let's go. Okay, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tên Taxi Sim 2020. Let's go.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi tìm khách, đi kiếm tiền và nâng cấp xe cho mình. Ồ, đây rồi, đây các bạn ơi. Let's go. Hi, how are you? Oh my god, anh chàng này tự nhiên đâm vào mình, làm mình mất 30 tiền. I like your car. Anh ta lại dậy luôn. Did you reach the speed of sound yet? Ok, sau đó các bạn có thể đi tìm kiếm tiếp những người gọi taxi, sau đó thì các bạn sẽ trở và đi kiếm tiền rồi nâng cấp cho xe mình ngon hơn. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Traffic Radio. Let's go. Oh my gosh. Wow, wow, wow. Đi luôn. Tài thật. Một người đánh phải lách đâu. Đâm ra mình lại mất qua một. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang từ cái tiếp theo. Traffic stop. Let's go. Cái này thì hơi khó điều khiển, khiển hơn một chút, nhưng mà thôi không sao, mình sẽ cố gắng.
my gosh. So OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Hybrid. Oh my gosh, okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Fresh Line. Từ game này thì nó vào hơi chậm một chút, cho nên các bạn phải đợi một chút nha. Ok. Rồi, let's go.
cái like các bạn phải update thì các bạn mới đua được cửa này. Đó, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rush Rowdy 3. Ok, mình xin phép dừng edit tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong edit tiếp theo.